Xin chào mọi người. Hôm nay là 31 tháng 10. Em xin giới thiệu với mọi người cái lô trang Hoàng Pháp nha. Thì có mặt hoa của trang Hoàng Pháp luôn mọi người. Lá nó bầu tròn như thế này nè. Đó. Đây là lô cây giống nha mọi người. Cây này nó không cao lắm mọi người. Nó chưa được một gang tay nữa, nhưng mà rễ của nó thì đã phát triển mạnh rồi. Đây mọi người thấy rễ nó phát triển ha. Như cái này thì lúc cắt thì chỉ có 2 hôm thôi. Cái này mọi người nhìn rễ nó nè, rễ nó rất là mạnh nè mọi người. Cây này thì hiện em đang bán giá là 25.000 một cây mọi người. Và bên mua chịu phí vận chuyển giúp em. Em gửi ít nhất là 10 cây nha mọi người. Cái này đã được thay một lần chậu rồi nè. Lúc trước là đặt ở cái bịch nhỏ, nhưng mà để nó ổn định này rồi là mới qua thay cái chỗ lớn như vậy. Khi mà chuyển đi thì em có thể là để cái chậu này luôn cũng được, hoặc là em thay qua cái chậu nhỏ để cho nó tiết kiệm chi phí vận chuyển đó mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em qua cái số điện thoại là 0917 072 138. Xin chào mọi người nha. Cây rất là khỏe nha.